Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay khai thác mấy dê đàn hai vị lý rất khủng luôn, đang nhà nụ nhé. Mùa này không khai thác là không kịp nụ để bói hoa. Đang đến rất là nhiều mèo luôn này. Trời đây này. Khá nhiều dê đấy. Em sẽ bóc từng dê một luôn. Dí bé này. Có một số dê đẹp luôn. Con tổ sóc này này. Sóc làm tổ trên cây. Thì là cây này. Mấy dê thì chắc được một bao này. Khai thác mấy dê bên này xong qua bên kia khai thác. Khai thác bên kia phải lên trên. Dê cực đẹp luôn. Hai vị nữ kỳ dê thuần nhé. Nhà em lấy nhiều về bắt hoa thôi. Chỉ yêu bắt hoa thử số ấy. Mọi người. Đi đâu được một dê hoa xanh thì ổn. Dê cực đẹp luôn. Ui. Ui. Ít. Ôi. Xoay đến trên này xuống này. Ôi, đau vai trưởng à. Ít này. Ôi. Ôi, đầu cục và đá. Đèn. Giò dép nhé, dép rất là trơn luôn. Đúng một đèn. À.
sứt hết cả đầu mụn. Điên tiết thật sự. Tài sức hết. Hay. Còn may có cái cành cây này. Không thì không biết nó sẽ xảy ra như nào. Cái gì này? Hy vọng là đột biến. Không đột biến được thì chết toi. Đỉnh luôn. Em vứt như thế hy vọng là dê nó không bị sao. Gì khủng luôn. Này, vòi hoa này. Nhiều vô kể luôn. Dây trên này nó không lấy này. Lấy dây dính rồi. Vì dây trên chưa có mèo nụ. Ôi ốc gì mà đẹp. Ốc gì đen đen ở dưới kia. Kỳ đẹp không nhỉ. Đây. Vòi hoa xanh nét này. Mèo hoa. Cây đây. Mèo nhé. Mưa này cực kỳ cẩn thận này, em cẩn thận lắm rồi nhưng mà vẫn bị nhau. Xoay phát chất chảy máu rồi, đau lắm.
dê khủng như này cực kỳ ít này, cần cù lên trên luôn. Cầm cù luôn. Em sẽ để như này luôn nhé. Để như này để trồng. Cực kỳ đẹp. Bên kia còn một ít nữa là xong. Đã hết nhé.